Đây chính xác là em không? Dạ. Hay là hình ảnh này là của một người khác? Thật sự là nếu mà hỏi em có muốn nhận đây là mình của 2 tháng trước thì em không muốn nhận chút nào, nhưng mà thật sự đây là em. Nếu ai mà đang là học sinh sinh viên giống như mình không có quá nhiều chi phí để điều trị thì hãy đi với mình tới Mailisa, chắc chắn sẽ nhận được kết quả như mong đợi. Đây chính xác là em không? Dạ. Hay là hình ảnh này là của một người khác mà Mailisa đưa vào trong video này nè? Dạ em đây, em cao đang 100%, đây là em của 2 tháng trước. Còn bây giờ em có còn nhận ra mình nữa không nè? Dạ thật sự là nếu mà hỏi em có muốn nhận đây là mình của 2 tháng trước thì em không muốn nhận chút nào, nhưng mà thật sự đây là em. Chính xác là khoảng 2 tháng trước tình trạng da của em là sẽ mụn là khuôn mặt luôn, tập trung chủ yếu là ở phần cằm. Đa số đó là mụn mủ, nó viêm sưng. Lúc đó em có cảm thấy sốc hay là stress gì không? Dạ lúc đó là buồn lắm luôn á, buồn và tự ti á. Mẹ đã từng làm ở Mailisa rồi và mẹ muốn em đi tới Mailisa. Lúc đó thì em cũng nửa tin nửa ngờ thôi. Sau khi mà điều trị sử dụng 800.000 một lần điều trị công nghệ cao và bộ B18 chưa đầy 3 tháng thì da em đã như bây giờ. Bây giờ da của em này mọi người cùng quan sát nha. Làn da của em bây giờ mụn viêm, mụn sưng, mụn ẩn cũng không còn. Vết thâm trên da mặt hầu như là mất hết luôn. Khuôn mặt bây giờ là đẹp trai hơn rất là nhiều đó mọi người. 98% rồi đó. Em cảm thấy tự tin hơn khi là giao tiếp với mọi người xung quanh nè. Không có bị cảm giác như là da người ta đẹp quá, da mình sao xấu quá. Sắp tới là em đã phải chuẩn bị hồ sơ để ứng tuyển vào Mailisa luôn á chị á. Tại sao mà em mong muốn trở thành một nhân viên của Mailisa đi? Thứ nhất là môi trường ở trong đây em cảm thấy là môi trường rất là năng động nè. Có cái khả năng phát triển, sản phẩm thì cao cấp nhưng mà giá thì rất là rẻ. Tiếp theo là chị Mai rất là một người rất giỏi luôn. Chị có thể điều hành được cả một cái hệ thống Mailisa trải dài trên khắp cả nước như vậy. Nhưng mà em thấy là chị rất là dễ thương và nhí nhảnh, không hề khó tính luôn. Em xem những cái clip trên TikTok hay là Facebook thì em thấy tất cả nhân viên đều rất là quý chị. Em muốn nhắn nhủ là các bạn học sinh sinh viên như em, các anh, các chị đã lớn hơn em, có cái vấn đề về da hay là vấn đề về mụn, bất cứ vấn đề gì đó thì hãy tới Mailisa. Chắc chắn một cái anh chị hay là các bạn sinh viên sẽ hài lòng và được làn da giống như em.